Chị nó đang ăn thêm xem bay gồ đó cô chú. Turn right into the parking lot. Okay, I got it. Chay cũng nhận hay ghê á. Cái đường mà đi đâu nó nhìn là nó biết, đi tới chỗ nào nó nhìn nó biết hết cô chú ơi. Tự nhiên Ngọc quẹo vô cái đường này nó nói mẹ tính đi về nhà hả? Ngọc nói không. Mà cái đường này nó xa cái nhà nó lắm. Cái đường này mà tới nhà Ngọc là 10 phút rồi, nó mà từ đây mà quẹo tới mà nó biết là còn đi cái đường này là đường về nhà. Mà nó ghê, thấy ghê nó không? Con sao con làm mẹ hú hồn quá Chay ơi. Mỗi ngày ngủ vậy là già thêm một miếng là sao kỳ vậy? Cô chú mà gọi mắc cười lắm, cô chú gọi nhắn tin mua nhị hoa nhảy tây. Cô chú nhắn tin vậy nè, hỏi Ngọc ơi giá, hỏi giá cả độ nhiêu. Xong rồi cái báo giá báo đồ rồi hỏi cách chuyển tiền sao, rồi báo cô chú cách chuyển tiền xong rồi cái cô chú im re hả. Rồi tưởng là cô chú chuyển tiền ngay giờ ai ngờ cô chú nhắn lại vậy nè. Chay đang làm gì Ngọc? Thôi thầy tính im re tính chuyện tiền, hỏi Chay đang làm gì Ngọc. Thấy dạng Chay đang ra đi chơi. Chay đang ăn, Chay đang coi iPad rồi này kia. Công nhận cô chú thương Chay dễ sợ. Rồi có cô kia Ngọc ơi, Ngọc làm ơn chở con Chay xuống chị để chị sơn móng tay sơn móng chân để tao dán sticker lên móng tay móng đường cho nó, chứ tao cưng bỏ quá rồi. Đi không, đi sơn móng tay móng chân không? Bagel, ăn bagel xong rồi đi làm nail, đúng rồi, ăn bagel xong rồi đi làm nail. Ok. Cô chú có ai ở Texas không ta? Tại vì tháng 11 này là mẹ Chay với ba Chay là sẽ ăn mừng sinh nhật của Chay ở Texas. Texas. Mẹ với Chay, mẹ với ba Chay vì sao? Tại tháng 11 ở bên này nó hơi lạnh á. Nên là cái nó không có sinh nhật thì không có vui. Sinh nhật 3 tuổi là cũng là một cái sinh nhật lớn lắm á, tại vì 3 tuổi là cái tuổi mà cái độ tuổi đủ trưởng thành. Không còn là con bé nữa, 3 tuổi là con người cũng vững chạc rồi đó. Người là cũng dữ dằn lắm á chứ phải giỡn đâu ba, nói thì cũng chưa rành mà cái gì đó bập bẹ thì cũng hơn rồi, tuổi này tuổi lớn lắm á, nhưng mà giỡn đâu. Nên là mẹ Chay với ba Chay sẽ chắc cỡ chừng khoảng, bây giờ là cuối tháng 10 rồi hả, bây giờ khoảng 2 tuần nữa là sẽ phải mua vé máy bay đó, tại vì ba Chay đang chờ một cái chú kia để trả lời về một số công chuyện. Khoảng 2 tuần nữa hoặc là 1 tuần nữa, 10 ngày nữa sẽ mua vé máy bay đi Texas vào trước ngày sinh nhật của Chay. Nên là sinh nhật của Chay mẹ sẽ mướn Chay, để mẹ nói cho Chay nghe nha, mình sẽ mướn một cái căn nhà đó. Mẹ cái ơi. Căn gì con? Cái căn nhà đó mẹ sẽ mướn là mẹ. Gì? Ồ, con liếm kem á hả? Mẹ ơi. Dạ. Sao mẹ đang lái xe mà con cứ kêu, mẹ cứ nhìn xuống con hoài. Chay, mẹ đang lái xe đó nghe Chay. Để mẹ kể cho cô chú với Chay nghe là cái kế hoạch của mẹ nè. Lúc đó mẹ qua tác xịt nha, mẹ sẽ mướn một cái căn nhà. Mình sẽ ở trong nhà đó trong vòng 1 tuần lễ. Rồi xong rồi cái hả, mẹ mướn căn nhà mà căn nhà phải có hồ bơi nha. Đó, căn nhà phải có hồ bơi đàng hoàng cho Chay bơi, tại vì Texas rất là nóng. Đó, phải mướn căn nhà cho Chay mà Chay mà bơi đúng 1 tuần lễ là tao nói bơi bathroom. Bơi gì nhảy cá luôn. Thích không? Chay thì you wanna swimming pool. Con có thích cái hồ bơi trong cái căn nhà không? Đã ngắm muốn. Đúng. Chơi hồ bơi, hồ bơi. Đúng rồi, muốn về mua hồ bơi cái mẹ đem đồ bơi qua cho Chay bơi mỗi ngày nè. Xong rồi cái mình đi taxi, mình đi vòng vòng, mình coi nhà coi cửa nè, để coi mình có thích taxi không. Nếu mà mình thích đó, thì mình suy nghĩ tới chuyện mà mình dọn qua bển mình ở, còn mình không thích thì thôi mình đi kiếm chỗ khác, hiểu không? Cái đó là cái mục đích thứ hai. Rồi còn gì nữa ta? Rồi cái từ taxi đó mà cái chỗ mà mẹ qua là mẹ sẽ qua cách cái Houston với lại cách Dallas 3 tiếng đồng hồ lái xe lận. Nhưng mà mình vẫn sẽ xuống Dallas với Houston chơi, tại vì mà qua Texas rồi là mình phải đi xuống cái chỗ mà cộng đồng Việt Nam mình nhiều ở đó. Thì cộng đồng Việt Nam mình ở Houston với Texas rất là nhiều. Nên là qua bển mình đi kiếm đồ ăn mình ăn, mình lái xe xuống mình ăn đồ ăn, rồi mình quay cho cô chú đồ coi Texas nó như thế nào. Rồi mình coi cái thời tiết làm sao, cái cuộc sống làm sao, ở sao. Rồi mình mới nghiên cứu, mình mới dọn qua mình ở được không chứ, đúng không? Đi không? Thấy không? Thấy lý tưởng không? Lý tưởng không?
Sao mẹ ngồi mẹ nói chuyện với con mà con không trả lời với mẹ hả chay? Dạ hiểu. Hả? Dạ hiểu. Dạ hiểu. Có ai đời chứ nó không, tôi nói chuyện nó nói dạ hiểu rồi. Vậy là tốt rồi. Mà con thấy, mà con thấy cái kế hoạch của mẹ lên có y bài không? Con nói đi đúng y bài. Nói lớn lên. Con nói đi đúng. Con nói đúng y bài. Con đang nhai hả? Con nhai từ từ. Con nhai đi từ từ con nói đúng rồi. Con nhai xong con nói đúng y bài, nghe chưa? Chuẩn bị bài. Đúng. Hay quá. Để qua quá trời bê gồ luôn. À quá trời bê gồ luôn hả? Quá trời bê gồ. Để qua thác xịt coi tháng 11 là thác xịt nó lạnh cỡ nào rồi. Rồi nhà cửa ở Texas giá cả làm sao, rồi sao làm sao để mình qua mình tìm hiểu, mình nghiên cứu chứ, trước khi mình muốn dọn tới một cái nơi nào đó sống, tại vì cái nơi đó là mình sẽ sống rất là lâu dài, nên là mình phải coi mình có thích cái nơi đó hay không. Hồi sáng này ba mới gửi cho mẹ một cái căn nhà người ta đang bán ở vòng vòng ở gần nhà mình nè, mà mẹ thấy cũng ok chứ cũng không có tới nỗi nào mà cái ý muốn của mẹ lắm, tại vì mẹ rất là thích khi mà chơi bơi, nên là mẹ muốn một căn nhà phải có cái hồ bơi. Mà nếu mà muốn có hồ bơi thì cái nơi mình ở phải thật là nóng. Chứ mà còn như Michigan thì mà hồ bơi là khó lắm. Thằng khác tầm bậy. Rồi con ăn xong cái gì đó, con ăn xong bagel chưa? Không có. Hôm nay á mi sao Pen-Sem bagel người ta bán như lẹ quá. Mình mà đi trễ người ta bán hết Pen-Sem bagel. Rồi chiều nay nhà mình ăn gì giờ chay, thì mẹ xuống lên mẹ suy nghĩ, mẹ nhức đầu quá mẹ không. Ăn gì giờ trời, pizza cũng ăn rồi mà đồ Việt Nam cũng ăn rồi, gì cũng ăn rồi, vậy cuối cùng ăn gì giờ trời? Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ, chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ. Còn miền còn bên Cali á. Má miền. Hả? Trời con hung bagel á hả? Trời đất, con trai ơi con gán ăn thêm đi con. Con uống miếng cà phê không? God bless you sweetheart. Uống miếng cà phê đi con. Mẹ cầm bagel, cầm bagel mẹ ơi. Cầm bagel rồi con uống cà phê đi. Uống cà phê cho nó đỡ cái vị, cái xong mình ăn bagel vô con. Nè con. Bỏ xuống đi mẹ cầm. Cầm đi, rồi con ăn bagel thêm đi con. Ăn cho no bụng đi con. Nè mẹ mua gì cho cháy ăn giờ ta? Đồ chơi. Mua đồ chơi hả? Mua đồ chơi xào ăn. Rồi. Trời ơi, cái qua mạc này làm thầy thiệt chứ. Mấy chục năm rồi mẹ đi mới trở lại qua mạc. Mẹ cần dữ lắm mà mẹ mới trở lại qua mạc. Tại qua mạc này cũng có cái đó xa nhà quá. Bây giờ cháy hát cho cô chú nghe bả coi. Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau. Ồ, ai gọi đây? Nghe Nhung Hình ơi, Nhung Hình. Hả? À? Cái chị Hoa gọi trên phone cho chị Thi á. À không, phải. Biết sao không? Con đã nhắn cho Đại ca Quốc rồi mà. Nhắn sao? Con nhắn lại cho cô Quốc là chút nữa có người tới tới lấy chị Hoa. Em đã lấy tiền rồi mà Đại ca Quốc không trả lời hả? Biết. Để chút con xe qua. Biết sao không? Biết sao không? Để chút nữa con gieo qua cô Nhung. Tại vì cái cô đó con gửi cho cổ rồi mà tự nhiên nó lạc mất hàng. Nó lạc mất hàng xong rồi cái con nói thôi con còn một hộp ngay chỗ đó đó, thôi cô ra chỗ đó cô lấy giùm con đi. Ok. Không, trời Đại ca Quốc thiệt chứ, đúng là mình nhắn ổng là thôi như không thiệt. À, để chút con gieo cho gieo xuống thổi nào vậy? Có điện thoại đây nè. À tên là Nhung Huỳnh hay sao? Nhung Huỳnh. Đây đâu á? Đang đi qua mạc đây. Đi qua mạc để mua mấy cái thùng, mấy bubble wrap rồi kia để ship hàng serum nhị hoa với lại kem nhị hoa quá trời đây nè. Quá trời đó không? Mà con order trên mạng nó lâu quá mà mọi người ship gì đó, mọi người order nhiều quá nên là con phải
phải đi mua mấy cái thùng riêng riêng để con ship liền. Có rau shopping mommy shopping à. Không chị đi đâu nói cho bà Nhung nghe. Costco. No, không phải Costco, con nói đi Walmart. Walmart. Rồi đi qua bà Nhung chơi không? Không. Qua bà Nhung chơi không? Nói không, qua bà Nhung chơi không? Đi bà Nhung chơi ha, bà Nhung dẫn đi tàu chơi nha. Tàu đã luôn á. Rồi mai được. Rồi nó nói nó có tàu rồi, nó nói nhà nó có tàu rồi. Ồ, nó nói nó có tàu rồi, sợ nó chậm. Đánh ghê luôn. Đó. Rồi cô Nhung máy đi để con đi vô gót cầu qua mặt đó nha. Ok. Rồi. Okay. Hiểu. Biết luôn một ngày rồi không biết bao nhiêu cuộc. Hiểu không? Hiểu không? Rồi đi tranh thủ đi lại. Hát cho cô chú nghe đi. Hàng bạn luôn nhú về. Mấy bữa nay là. Nhưng mà có một cái là
hoài nó cũng mệt. Cái tuổi của nó là cái tuổi là để ở nhà được cái kia chơi bời được cái ấy, chứ đâu phải tuổi đi đều tuổi đi đi công việc thì mẹ đâu. Nhưng mà mặc dù biết á, cái gì nó cũng có cái lợi với cái hại của nó đó. Đi với mẹ hoài sẽ học hỏi được, học hỏi được cái môi trường tiếp xúc nó nhiều, đi nhiều, nó tạo cho con người trời chay á hả, gọi là cái sự dẻo dai hơn, dễ đáp ứng với tiếng bước với thị trường hơn. Nhưng mà khó khổ một cái là đi nhiều nó cũng hơi mệt, với lại ăn uống cũng giờ giấc nó cũng mất giờ mất giấc. Đi với mẹ không có gì sai đó, toàn là được nghe mẹ kể chuyện nè. Đi với mẹ thứ nhất là được gần gũi mẹ nè, gần gũi mẹ là được tuyệt vời nhất trên đời này, con gái. Rồi thứ hai á là được đi vòng vòng đi đây đó, đi coi này coi kia, nhìn cảnh nhìn đồ nè. Thứ hai nè, thứ ba là được nghe mẹ nói chuyện, được học hỏi từ mẹ nè đó. You can't keep me quiet. If everybody crying. Hát bài khác đi. Mẹ nghe mẹ còn chát quốc gì cô chú này. Giận vậy đó hả? Ừ, giận vậy đó. Mất trọc giận. Rồi à, gì đó ta? Vui buồn hỉ nộ rồi. Rồi chụp hình sao mà con có khuôn mặt triều mến cơ. Khuôn mặt triều mến chụp hình sao? Có biết triều mến là gì không?
bây giờ nè, bây giờ mẹ dừng lại làm lại cái nữa cho cô chú coi này nha. Ok mẹ dừng lại nè. Rồi bây giờ chụp hình vui coi, cười coi. Vui cười sao? Rồi bây giờ chụp hình giận dữ coi. Giận dữ chụp hình sao? Vậy đó hả? Giận dữ vậy đó hả? Rồi bây giờ mà khóc chụp hình sao? Chụp hình mặt khóc làm sao? Còn mặt khóc. Rồi mặt miếu làm sao? Mặt miếu làm sao? Miếu làm sao? Mà không chụp hình Halloween sao? Halloween sao? À chụp hình Halloween là làm vậy hả? Rồi chụp hình dễ thương, chụp hình dễ thương. Chụp hình dễ thương sao? Không, cái đó là chụp hình Halloween rồi, chụp hình dễ thương sao? Chụp hình dễ thương sao? Dễ thương sao? Dễ thương để tay sao? Thôi mệt quá, thôi chào tạm biệt cô chú nha. Video clip tới đây cũng dài rồi. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và hẹn gặp lại cô chú vào video clip. Không sao. This way back. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ. Không chuyện nữa. Không gì không nói chuyện nữa, mình bye bye cô chú mà kêu không nói chuyện nữa. Hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai. Không bye bye nữa. Không bye bye nữa hả? Bye bye. I love you. Không bye 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 nữa. Không bye bye nữa chứ sao? Không bye bye nữa chứ sao? Nãy giờ là lâu lắm rồi đó. Chay à chay, đừng có phá giùm của mẹ cái chay ơi. Mày đập con á. Bye bye cô chú nha. I love you, Chukamore.